Bạch Thế Tôn, vì dấu vết của chân như chẳng thể nắm bắt được, vì dấu vết của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, vì dấu vết của bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được, vì dấu vết của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, vì dấu vết của thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt được, vì dấu vết của thánh đế tập diệt đạo chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, vì dấu vết của bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được, vì dấu vết của bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, vì dấu vết của tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được, vì dấu vết của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, vì dấu vết của pháp môn giải thoát không chẳng thể nắm bắt được, vì dấu vết của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, vì dấu vết của năm loại mắt chẳng thể nắm bắt được, vì dấu vết của sáu phép thần thông chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, vì dấu vết của pháp môn tam ma địa chẳng thể nắm bắt được, vì dấu vết của pháp môn đà la ni chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, vì dấu vết của mười lực Phật chẳng thể nắm bắt được, vì dấu vết của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, vì dấu vết của quả dự lưu chẳng thể nắm bắt được, vì dấu vết của quả nhất lai bất hoàn A-la-hán chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, vì dấu vết của quả vị độc giác chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, vì dấu vết của trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được, vì dấu vết của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng thể nắm bắt được.